các đội ngô chú ý cũng như quý vị khán giả phối hợp nam nữ. Ban tổ chức giải sẽ tổ chức lễ tế mạc trao thưởng các nội dung thi đấu 800, 600 và phối hợp nam nữ 700m. Ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội ngô. Tiểu Cần. Đây là những đội ghe đạt thành tích ở nội dung nam nữ là trận đầu tiên của Châu Thành gặp thành phố Trà Vinh. Vậy thưa quý vị, trận đấu đầu tiên của nội dung phối hợp nam nữ giữa thành phố Trà Vinh và Châu Thành, tổng tài đã cho hiệu lệnh xuất phát. Kính thưa quý vị khán giả, và thành phố Trà Vinh, thành phố Trà Vinh sẽ bơi ở đường bơi số 1 bên phía phường 5 và đội ghe ngò Châu Thành. Một lần nữa xin nhắc lại, Châu Thành hiện nay là á quân của nội dung nam nữ phối hợp và bây giờ sẽ phải đối đầu với thành phố Trà Vinh để giành cho mình một lợi thế nhất định để tiến vào vòng bán kết của nội dung nam nữ phối hợp. Thành phố sẽ của Châu Thành. Xin nhắc lại, Châu Thành đang giành vị trí á quân
vào năm 2020 ở nội dung nam nữ phối hợp. Hiện nay đội gây ngô thành phố Trà Vinh đang bứt tốc lên để so kè với đội gây ngô Châu Thành. Xin nhắc lại, bên đường quay số 1 bên phía phần Nam là đội gây ngô thành phố Trà Vinh, còn khoảng 100 mét nước nữa hai đội sẽ về đích. Đây là nội dung phối hợp nam và nữ, một nội dung khá mới. Hiện giờ hai ghe đang so kè rất quyết liệt với nhau, và còn khoảng 50 mét nước nữa thôi hai đội sẽ về đích. Và hiện giờ các tay dòng đang tăng tốc rất, đang tăng tốc rất mạnh. Thành phố Trà Vinh đang so kè, thành phố Trà Vinh đang rất quyết tâm. Châu Thành cũng đang rất quyết tâm để giành chiến thắng, và hai ghe đang so kè rất quyết liệt. Kính thưa quý vị và một lần nữa kịch tính lại tăng lên. Thưa quý vị, và bây giờ phải chờ đợi công nghệ ba của các trọng tài đất. Kính thưa quý khán giả, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi kết quả từ tổ trọng tài, sẽ xem lại rất kỹ tình huống này. Phải nói là một tình huống chỉ xem nhau 1-2 cm mà thôi. Trong khi chờ đợi kết quả của trận đấu giữa thành phố Trà Vinh và Châu Thành, xin mời quý khán giả cùng hướng mắt về dòng sông Lâm Bình cùng trận đấu thứ nhất của bảng B giữa Duyên Hải và Tiến Cây. Nguyễn Duyên Hải đã xuất sắc giành chiến thắng trước Tiểu Cần. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi tổ trọng tài xem kết quả của thành phố Trà Vinh và Châu Thành. Để quý vị khán giả, và kết quả của trận đấu giữa thành phố Trà Vinh và đội gây ngô huyện Châu Thành, cổ động viên của đội gây ngô thành phố Trà Vinh đâu ạ? Cổ động viên của đội gây ngô Châu Thành đâu ạ? Xin chúc mừng đội gây ngô Châu Thành. Đại sứ sở Martin Dell, ngoài biên giới vẫn có một huyền thoại khác tồn tại, đó là đội bóng ăn lột Nhật Bản Lee Hobi từ năm 1962, với hàm lượng cao vitamin nhóm B, cao nguyên inositol và mật ong. Lee Hobi hỗ trợ chương trình chuyển hóa độc suất ngay dài. Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Lee Hobi đã và đang đồng hành cùng cộng đồng nhằm tạo ra những giá trị bền vững. Lee Hobi năng lượng cho cuộc sống. Ở đường đua số 1 bên phía phường 5, và đội gây ngô huyện Duyên Hải sẽ bay ở đường đua số 2 bên phía lễ đài. Còn huyện Duyên Hải đang nhỉnh hơn đội gây ngô huyện Trà Cú. Đội gây ngô huyện Trà Cú đang tạo cho mình một khoảng cách trước đội gây ngô Tiểu Cần. Và bây giờ huyện Duyên Hải đang tạo cho mình một lợi thế nhất định so với đội gây ngô Trà Cú. Còn khoảng 50 mét đất nữa hai đội chuẩn bị đất, và dường như những máy dầm rất đều của huyện Duyên Hải đang duy trì được khoảng cách so với đội gây ngô Trà Cú, nhưng vẫn là một khoảng cách gần nửa bên kia. Và chắc chắn, tính đủ gì cũng vậy, là chắc chắn huyện Duyên Hải đã giành được chiến thắng thứ hai. Xin chúc mừng đội gây ngô huyện Duyên Hải đã giành được chiến thắng đi.
Phước, đội Giang Ho, huyện Trần Úc. Như vậy, đội Giang Ho, huyện Nhân Hải đã chắc chắn cho mình vị trí nhất bảng B. Xin chúc mừng đội Giang Ho, huyện Nhân Hải kết với vị trí nhì bảng B. Còn Châu Thành và Cầu Kè, đây là cặp đấu tranh nhất nhì của bảng A. Xin nhắc lại, Cầu Kè và Châu Thành sẽ tranh nhất nhì Tiểu Cần và Trà Cú. Ai chiến thắng sẽ bước vào vòng bán kết với vị trí nhì bảng B. Vậy đội Gây Ngô nhất bản A là đội Gây Ngô.